Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay á. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Samurai Warriors 4.2 tiếp nào. Và hôm nay thì mặc dù nó mới là tập số 3 thôi, nhưng mà mình quyết định đánh Nightmare luôn các bạn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả thù cho Oda Nobunaga các bạn ha. Nói chung là sau cái chết của Oda Nobunaga thì mọi thứ vẫn diễn ra như trong lịch sử. Khác cái là Asai, Nagamasa và Oichi thì lúc này vẫn còn sống. Và chúng ta vẫn sẽ đi trả thù cho ông anh Nobunaga của chúng ta. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó thì tính sao chứ không biết. Bây giờ thì Asai Nagamasa giống như là một cái gia tướng trung thành của nhà Oda rồi. Ông ấy không còn ý định sống đói nữa mà chỉ muốn sống cả đời bên vợ mình thôi. Và Oichi thì tất nhiên là cũng không thể nào không, dù có thể là không đồng tình với ông anh của mình lắm, nhưng mà dẫu sao nữa thì cũng không thể nào không đi trả thù cho huynh trưởng được. Cho nên là chúng ta sẽ có trận đánh ở Yamazaki với sự tham gia của Asai Nagamasa và Oichi các bạn ha. Vô là vẫn là ông Asai Nagamasa đánh chính, còn vợ ông ấy đánh phụ thôi. Rồi xong. Nhưng là chúng ta đang có mình, mặc dù level mới 34 thôi mà dám đánh. Tại vì đơn giản là nói sao ta, mình đang có khá là nhiều chiêu thủ, thành ra là mình về cơ bản là đủ sức để phòng thủ các bạn, không còn phải lo. Chỉ có nhiều khi nó hết cái chiêu thủ mà mình hồi không kịp thì khả năng cao mình toi thôi. Nhưng mà đánh mấy thằng lính này thì về cơ bản là dễ đánh được, với lại mấy cái búp của mình nó vẫn còn khá là nhiều, mình đủ sức để chơi. Ngoài ra thì mình có búp nộ luôn, khỏi lo. Ông này cũng đâu có phải vừa đâu phải không? Cái cây của ổng thuộc 8 dòng mà ổng còn có thuộc tính nữa, mấy thằng lính này không phải là đối thủ của ổng. À đồ. Vậy do Nightman hy vọng là lát nữa ra được đồ tốt tí. Ông này hiện giờ dưới ra đồ bạc rồi. À ngon, khỏi bắt con chạy về, chạy lên luôn, ngon. Hồi mình đánh dọc về sao. Đúng rồi, chiến thuật của màn này thì chúng ta phải đánh hai hướng, nhưng mà ở này là do Nightman nó đánh một hướng thôi. À, lên đây thì có vẻ như là hơi khó, cho nên có lẽ mình sẽ gồng thiệt. Rồi, nhào vô đây hết. Rồi đây, mấy cái này tạm thời khỏi cần. Cái nào tăng công thôi, tại giờ mình có thủ đâu phải lo, nó có đánh được mình đâu. Ồ, cái đòn nổ của ông này chưa giữ được lâu nha, mặc dù đường xanh mình nâng tương đối nhiều rồi đấy. Rồi không sao, cũng may là có cái nổ này. Ổng gồng lên rồi thì mấy thằng tướng này không có tuổi. Vợ ông ấy thì max level rồi, anh đang tạm thời cũng đỡ lo. Chưa kể bà này đang cưỡi ngựa nữa thì thôi tả thôi rồi. Cái điều nó đã tối rồi mà gồng lên nó còn tối hơn, cái này hơi khó để đường để mà đánh. Rồi đây, rồi quýnh đầu cục đó. Rồi sáng lên dễ đánh hơn rồi. Rồi tất nhiên sáng lên rồi phải gồng lại cái này. Tăng thủ với lại tăng cái dòng bảo vệ luôn chắc ăn. Chiêu này của Oda Nobunaga khá hay các bạn. Tiếc là trong phần này thì ông ấy không phải là nhân vật chính, cho nên là mình không lấy được cái chiêu này từ sớm. Lấy được chiêu này từ sớm đánh Nightmare tôi nói dễ. Mặc dù nó không duy trì được lâu như chiêu của ông Tachibana. Rồi đây, mình đi lấy ngựa nào. Mình không còn lấy chiêu băng, tại cây mình có băng. Rồi đây, hay. Vũ nó chạy ra ngu vậy đứng với mày đánh. Rồi vô. Bút phong lên nữa quýnh xuyên giáp luôn, sợ gì đâu. Thì ra đây, anh em mình nói chuyện. Đó đúng rồi, bật thuộc tính đồ lên, bật kinh nghiệm lên luôn. Hồi nãy bật nộ rồi lấy tiền, cái này bật thuộc tính rồi lấy kinh nghiệm vậy. Nightmare ông này quýnh tôi được chứ các bạn không? Nightmare mà ông có thật ra Nightmare này là Nightmare 3 sao thì nó cũng không nặng đô lắm. Chẳng qua là nhân vật mình thấp thì mình sợ chúng đòn mình dễ chết thôi. Nhưng mà tụi chung là giờ đang tăng thủ rồi không sợ. Cái chiêu cái khiên mình chưa lấy là tại vì cái chiêu đó nó còn một chút xíu hạn chế. Đó là do nó mới level 1 và nó duy trì không được lâu, thành ra là mình cũng không muốn lấy làm gì cho. Có 10 giây thì nó không đủ dùng các bạn. Cái chiêu này một số hình như bạn Aris nói với mình là để coi
nó gần giống cái chiêu của ông ấy, nhưng mà vấn đề là trong lúc chúng ta tung cái chiêu này á thì nó tập trung vô cái lực nó ở phía trước mặt, mà nhìn chung thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề khác các bạn, do là chúng ta đang không ở trong dạng trạng thái là miễn sát thương, đúng là miễn bị đánh trúng luôn, cho nên đó là dễ bị phá lắm, do cái diện tích ra đòn của nó không rộng, nó tập trung vào cái kiểu đánh trước mặt thôi, thành ra là không hay lắm. Như OIC bị quýnh rớt ngựa rồi sao ấy, dưới là cho ông này đánh để mình luyện thêm xíu thôi, ông này chưa tới nơi, chưa 40 chưa nói được gì nhiều. Ủa bà này lên ngựa chứ sao tự nhiên rớt ngựa rồi. Rồi để vòng về chặn cái đường này luôn đó, mà vô vùng này thì hơi nguy hiểm, anh ra để gồng nộ lên. Mà chỗ này đang dùng đỏ các bạn, mình vô mình đập chết thằng ngầm cờ đó. Thằng ngầm cờ đó rất quan trọng, không đập nó là mình mệt á. Không cần phải gồng nộ lên cũng được, nhưng mà vấn đề là phải Đây không sao, mình có chiêu này rồi cũng đỡ lo. Này thì gặp cờ, cầm cờ này chạy đi đâu, không có thằng cầm cờ nó hay chạy rồi nó đánh trong đường nó phải chạy. Vấn đề là đập được nó rồi mấy thằng kia sẽ xỉu tạm thời, đúng rồi là nó sẽ bị xỉu tạm thời, nó mới nó ngã ra luôn, nó không đánh được. Nhưng mà giống như đang được búp á, bất ngờ không được búp nữa, bắt đầu sợ các bạn. Rồi từ từ sẽ đánh, bình tĩnh. Nó kêu Whitley nhưng mà giờ đang ở đâu, giờ không lẽ bỏ chỗ này, có thằng tướng đang đứng gần đây. Rộng phát. Ông này bản thân ổng có kêu còn một tính này đỡ. Nhưng mà vấn đề là mình đôi lúc cũng không kịp gồng, mà đây sập cờ quýnh nhanh thì có đem thêm mấy cái chiều tính cũng được. Rồi xong. Một. À dù mày không được cưỡi ngựa. À dở rồi. Vậy khoan chạy lại lên đường này để mình lấy ngựa mình chạy coi. Thì ra là có những chỗ nó không cho cưỡi ngựa. À, anh em ra đây. À ngựa này mới của mình, ngựa kia của bồi chi. Trời ơi bãi chưa ra nữa. Lên ngựa ngồi dụng cái cô nương. Tại vì mặc dù đây là nightmare cho nên là không dễ ăn đâu, với lại ngồi ngựa mình chạc nó dễ hơn. Cái hai cái đối tượng trên kia từ từ, tại đang nightmare mình không càng cho nó được làm nhiệm vụ trước các bạn. Làm nhiệm vụ cho nó giảm cái vùng đỏ, vùng hồng rồi xuống. Hiện giờ là có cả vùng hồng với vùng đỏ, nó vô ít nhất là nếu mà đừng để cho nó có còn vùng hồng lúc mà cuối trận. Còn không nếu mà nó vẫn có vùng hồng thì đừng để có vùng đỏ, hơi khó đánh lắm. Tại nhiều khi AI nó khôn, nó không chỉ cho mình vụ chạy ra đâu. Rồi ok vô. Đây. Ủa quên lộn chiêu. À lỡ rồi thôi chơi luôn. Không sao ông này cũng chạy giữ được lâu. Rồi một mình anh chấp hết. Đang bật nộ lên thì đương nhiên là chấp hết được rồi. Vừa có nộ, vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm nữa, tha hồ chơi đúng không ạ? Đấy, nhào vô. Đây là chơi này mình đang dạng như tăng tốc độ đánh lên á, đó là nhiều khi hơi khó nhìn chứ. Không có giới hạn thể lực nhưng mà dòng xô thì tha hồ chơi. Rồi xong, gồng. Tới lúc mà gồng thì ấy, dùng hồng thì chạy vô. Level đang thấp không chạy dùng hồng đâu. Chế độ khó thì vô dùng hồng không sợ, nhưng mà chế độ này thì cẩn thận. Rồi đây. Sau 3 tập thôi là nó lên level 40 rồi. Thậm chí là có thể 4 mấy luôn, 42, 43 cũng còn có thể. Hên thôi, hên xui thôi, không nói trước được. Rồi, tướng nhà Chosokabe à. Rồi, ông Motochika luôn đây. Có băng đó các bạn ơi, mình đánh rất là dễ luôn. Ông này thuộc dạng tướng chuyên cày kinh nghiệm đó, ổng càng đã thôi rồi. Rồi khoan cho luôn cái chứ không nó rớt game cái muốn khóc luôn, đánh nãy giờ cực lắm. Ủa quên, à bản này nó không có, hình như cái này là nó không có cho coi trước. Nó khác với cái bản lúc mà đi ra pháp, không mà đi ra pháp nó cái chế độ nó khác. Rồi đây. Từ từ nào, khoan, bên này có tướng, để đánh bên này trước đi. Bên kia chạy lên hay sao, bên này gần hơn. Không chạy thì mình hơi yếu. Quýnh nãy giờ không trúng.
hay cảm giác mình hơi yếu nha, không có thuộc tính á. Rồi vô cho bà ơi xiên là ngựa được rồi. Ây da, để gồng cái coi khó khăn nhau ấy. À đúng rồi, bạn Aris hình như là hôm qua có nói chuyện với mình về cái việc mà nếu mà Oda Nobunaga không chết thì nhà Oda làm chủ Nhật Bản thay cho nhà Tokugawa đúng không? À, thì cái quan điểm đó thì nhiều người khá là đồng tình. Tại vì á là nhìn chung thì nhà Oda lúc đó khá là mạnh, tại vì nó có họ có một cái nhà lãnh đạo rất thiên tài. Và nếu mà so về lực thậm chí vào thời điểm đó cái thế chính trị thì điểm đó đó thì nhà Tokugawa lẫn nhà Toyotomi đều không phải là đối thủ của nhà Oda. Bởi vì họ đều là những gia tộc bên dưới, họ không đủ lực để mà làm phản. Mà có đủ lực thì họ cũng không ngu gì mà làm phản các bạn ạ. Tại cái truyền thống văn hóa ở Đông mình nó rất quan trọng cái sự trung thành. Họ làm phản lúc đó đó thì họ rất khó có cơ sở để mà họ giữ được cái địa vị của mình. Thành ra là chắc chắn lúc đó họ cũng không ngu gì mà làm phản, chưa kể là quyền lợi nhà Oda cho họ cũng không phải là ít. Thành ra là nói chung là khi mà không có cơ hội hay là chủ mà còn mạnh thì không ai làm phản đâu. Thành ra Oda Nobunaga không chết thì thật sự là Nhật Bản có thể rơi vào tay nhà Oda. Và tất nhiên nếu mà nói là con của Oda Nobunaga không đủ năng lực đó thì cái đó cũng phải là giai đoạn sau. Chứ nhất thời trong ngắn hạn, đúng là trong giai đoạn mà thời chiến quốc còn á thì hầu như là không ai dám phản đâu. Cái thế nhà Oda đó đang mạnh. Tại vì thật sự lúc đó là chỉ có nhà Uesugi nè, Ikoiki nè với lại Maomori á là dám chống đối với lại Oda. Cái gia tộc khác thì nó chưa có thể hiện được rõ quan điểm do là lúc đó nhà Oda còn chưa tính tới. Nhưng mà tụi chung lại thì các bạn có thể thấy là ít nhiều gì họ phải nể thế lực nhà Oda. Tại vì hầu như là các đối thủ của Oda thì đều bại trong tay của ông ta. Tất nhiên là không phải có lúc thì thắng cũng không phải lúc nào cũng bại không. Nhưng mà các bạn cứ hiểu đơn giản là mà thắng được một lần thì cũng chưa chắc thắng được lần thứ hai. Mà thắng được lần thứ hai thì cũng chưa chắc thắng được tới cái lần thứ ba. Là các bạn có thể thấy là cách đánh của Oda nó rất là dai dẳng. Nó đánh rồi nó lui rồi nó lại đánh. Tại vì là nó không có phụ thuộc vào cái việc mà nông nghiệp. Như là cái gia tộc khác, lính nông dân của cái gia tộc khác đó là nó phụ thuộc vào cái lực lượng nông dân để mình có thể bắt đi lính. Oda Nobunaga thì rất thích tấn công vào lúc mà đang thu hoạch. Cho nên đó là nó gây khó khăn trong cái mùa vụ của các lãnh chúa khác. Nếu như mà thu quân về để mà làm ruộng á thì thiếu lính để chiến đấu. Mà nếu như mà đem quân ra chiến đấu á thì kinh tế sẽ bị tổn hại. Mà trong cả hai cái hướng đó thì hầu như là không ai muốn cho cả hai hướng cả. Nói chung là cách đánh của Oda Nobunaga khá là hay. Bởi vì ông ta thay vì ông ta dựa vào nông dân á, ông ta lại thuê những cái thằng lính đánh thuê nó đánh thay. Điều này á là giúp cho dân của ông ta đỡ phải đi lính. Nó tạo ra một cái nguồn lực lớn để phục vụ kinh tế. Bên cạnh đó thì cái đạo quân côn đồ của ông ta đó thì tuy là nói ra một phần thì nó không có khả năng chiến đấu tốt lắm. Mà nếu mà nó có chiến đấu tốt thì gần trung thành nó không có đảm bảo. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể thấy được một điều rằng á, đó là cái đám này nó sẽ còn trung thành với nhà Oda cho đến khi nào mà nó còn được trả lương. Tại bản thân nó vốn là những cái thằng tiêu thủ tiêu thực, nó không có chỗ đứng trong xã hội. Thành ra bây giờ có một thế lực mà giang cái tay ra để mà bảo vệ che chở cho nó đó, thì nó kiểu gì nó cũng phải trung thành để nó có ăn thôi. Nó khả năng nó phản rất là thấp. Thành ra đó trong khi đó thì những cái lãnh chúa kia thì họ gặp vấn đề như mình đã nói. Thành ra là nhà Oda họ đánh một trận có thể họ chưa chắc thắng, nhưng mà đánh nhiều trận thì chiến thắng dễ rơi vào tay họ lắm. Cái gia tộc thấy gì thế mà nó ngại làm phản. Chỉ có sau khi Oda Nobunaga chết sau cái chiến biến Honoji á thì quả thật là các gia tộc khác nó có cơ sở để làm phản, do là nhà Oda khi đó thì nó như là tàn rồi các bạn. Bằng chứng là với là chưa kể đó nó còn liên quan tới uy tín chính trị. Các bạn cũng có thể thấy á, là khi mà Hideyoshi muốn giành lấy chính quyền á cũng phải là giữ lại nhà Oda một thời gian. Sau khi mà ông ta mới lấy cái danh nghĩa đó là đi trả thù cho Oda Nobunaga, rồi sau đó đó là lợi dụng cái chiến thắng của mình trước Mitsuhide Akechi á, thì sau đó mới là đứng lên để mà nói chung là buộc nhà Oda phải trao lại quyền lực cho mình. Rồi sau đó thì mới tiến lên một bước xa hơn nữa đó, đó là để cho nhà Oda làm chư hầu và đưa mình lên làm chủ. Thành ra các bạn có thể thấy đó là cái thế của nhà Oda dưới thời của Nobunaga nó rất là lớn. Các chư hầu muốn làm phản cũng cần phải có một giai đoạn nhất định, chứ cũng không phải là nó chủ vừa chết cái nó lật lọng như cái trường hợp của nhà Takeda hay là một số cái gia tộc khác. Oda Nobunaga thực sự là một người rất tài năng các bạn, ông ấy giống như một phiên bản khác của Tào Tháo vậy đó. Có điều là chẳng qua là do ông ta cũng có giống như Tào Tháo á, đều là cái người mà quá tàn ác các bạn thấy không. Thành ra là người ta không thích ông ấy về mặt cái phương diện đó là đạo đức xã hội hay văn hóa thôi.
Với lại chưa kể tới, tất nhiên đó là quan điểm của người đương thời, còn ngày hôm nay chúng ta nhìn vào vấn đề đương nhiên nó khác. Thành ra các bạn phải hiểu là tư duy qua từng thời kỳ lịch sử nó khác nhau. Một nhân vật có thể sẽ bị ghét trong thời kỳ phong kiến, nhưng mà có thể sẽ được yêu thích trong thời kỳ hiện đại, và đôi khi là ngược lại. Giống như ngày xưa cái tư tưởng ủng lưu phản Tào nó rất là mạnh, hầu như chúng ta đều có thái độ đó là yêu quý Lưu Bị và ghét Tào Tháo. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhìn lại thì Lưu Bị nó có cái nét gì đó của cái người giả nhân giả nghĩa, trong khi đó Tào Tháo thì lại là một con người tài năng. Mà nếu để cho Tào Tháo thắng và Lưu Bị không phản Tào Tháo trong hay gì đó thì nói chung là thời kỳ Tam Quốc sẽ kết thúc sớm hơn. Cũng như cách người ta nhìn nhận về Lưu Thiện cũng vậy. Ngày xưa người ta cho rằng Lưu Thiện là một cái kẻ bất tài, là một cái người đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp của nhà Hán đồ vân vân, là cái điều đó đúng không có sai. Nhưng mà bây giờ người ta cho rằng cái hành động của đầu hàng của Lưu Thiện là hành động đúng. Tại vì thứ nhất á, Lưu Thiện hàng sớm thì dân đỡ khổ, cái tình Trung Quốc cũng sớm được đưa vào thống nhất. Còn cái việc mà nhà Tấn nó tan rã sau này là dạng tại do cái bản thân nội bộ của nó. Còn chứ thực sự lúc đó cái thế của nhà Thục cũng không nào thắng được nhà Ngụy, và về sau này là nhà Tấn. Thành ra cái việc mà Khương Duy cố gắng để mà khôi phục lại á, nó khôi phục lại cái cơ đồ của nhà Thục Hán, nó là một cái hành động mà dạng không cần thiết. Trung Thành mà cũng là dạng ngu trung các bạn, cho nên nó là nó có phần bảo thủ nữa. Nói chung là cái việc mà ông ta trung thành với nhà Hán, quyết tâm làm theo di ngôn của Gia Cát Lượng là cái việc mà ngày nay thì chúng ta cho rằng là không nên. Ngược lại thì ngày xưa người ta cho rằng là A Đẩu thì lại là cái kẻ mà nhu nhược bất tài, giặc tới không đánh lại mở cửa thành chân ấn xin hàng, là cái việc đó là cái việc không nên, phụ lại lòng của tiền nhân đủ thứ. Thì đó các bạn có thể tất cả đều do cái quan điểm chính trị nó chi phối thôi. Cái chuyện này nó qua từng thời kỳ lịch sử các bạn. Thành ra là chúng ta không nên lấy cái quan điểm của người xưa áp cho người thời nay, hay là cho người thời nay áp cho người thời xưa. Nó rất là dễ gây ra những cái mâu thuẫn về mặt quan điểm, hay là nó dẫn đến những cuộc tranh cãi, không nên. Thì đó, nói chung là mình vẫn luôn luôn dành một cái sự tôn trọng nhất định cho nhà Âu Đa, một cái gia tộc mà nó vĩ đại, không kém gì nhà Tai Ra năm nào. Nhưng mà bản thân nhà Âu Đa cũng là một nhánh của nhà Tai Ra đấy. Nhưng mà vấn đề thì nhà Tai Ra nó chủ yếu là cái do cái tranh chấp chính trị thôi, và họ cũng là kẻ thất bại. Với lại hình cho trong văn hóa Nhật Bản thì nhà Tai Ra lẫn nhà Âu Đa thường hiện lên là một cái gia tộc nó không tốt, tại vì họ có những cái hành vi mà dạng như nó trái với cái danh dự hay là đạo đức đương thời. Đương thời nhá, chứ ngày hôm nay chúng ta thấy cái hành động của họ là nó rất bình thường. Thành ra là chúng ta cũng không nên phân tích quá nhiều cái mảng này. Tại dẫu sao nữa thì tình hình chính trị qua từng thời kỳ lịch sử thì nó là khác nhau. Tất nhiên là ai trong chúng ta thì cũng có một cái người chủ hiền minh như là Lưu Bị hay là như Iyasu Tsugawa. Tại họ là những con người đại diện cho hòa bình, đại diện cho cái quyền lợi của tầng lớp nhân dân, đủ thứ. Cái đó là đúng chứ không sai. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là nếu mà để cho trước khi mà đất nước được thống nhất, trong cái giai đoạn chiến loạn thì những con người này họ không có chỗ đứng, tại vì họ không đủ năng lực để mà họ làm chủ thiên hạ. Đây đúng là thống nhất thiên hạ, mà phải để cho những cái người mà dạng như họ đủ năng lực họ làm chủ thiên hạ, họ thống nhất trước á, thì sau đó thì những cái người kia mới có điều kiện đó là phát triển. Thành ra một cái người ta khen Iyasu Tsugawa đó là vì ông ấy thích thời, ông ấy biết tiến thoái đúng lúc. Thành ra là nhà Oda ấy, là nhà Tsugawa của ông ấy mới là hiển vinh. Chứ còn không thì thật sự nếu mà ông ta mà nôn nóng muốn lập nên bá nghiệp á, thì sợ là cũng bị nhà Âu Đa nó diệt rồi, chứ không có chuyện mà làm nên cơ đồ ngàn năm đâu. Thì sau cùng thì nó vẫn là những cái quan điểm lịch sử thôi. Chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi quá nhiều ở nhân vật lịch sử được. Ngoài ra thì để coi nào. À đúng rồi, vừa mình quên nói nữa, ở bên dưới video thì mình có để một cái link của bạn Story Game Việt Nam ha. Thì nói chung là hôm qua bạn ấy có, mình thấy bạn ấy up lên một cái video mới về cái nói cái gì ta, tập tiếp theo của cái chiến dịch nhà Ngụy á, các tướng khác của nhà Ngụy trong Tam Quốc ký 4 hay 5 gì đó mình không rõ. Nói chung khá là hay, để mình để đây chia sẻ các bạn luôn. Thì đó, nói chung là mong các bạn cũng ủng hộ bạn Story Game Việt Nam, giống như là ủng hộ cái kênh của mình ha. Thì đó, nói chung là đều là làm về cái dòng game khá là slash này của nhà cô ấy. Có điều là mình thì chơi Chiến Quốc, còn bạn ấy thì chơi Tam Quốc. Chứ là bạn ấy là chơi thì là có mod lại đồ họa rồi đủ thứ nha. Cho nên là những cái bạn đó nó sẽ đẹp hơn khi mà các bạn chơi ở trên nếu mà các bạn tải về chơi thông thường. Chứ là bạn ấy đang dùng giả lập PS2 nữa. Rồi xong.
Mitsui de Akechi. Rồi ok, chúng ta đi trả thù cho Oda Nobunaga nào. Mình thì coi như là đi trả thù cho ông anh vợ. Rồi anh em lên. Vô vô vô, vì sao tôi xây máy đáp anh. Vô vô vô, ale ale ale. Vô đây Mitsui de Akechi. Thế là xong. Bất nổ lên rồi càng là khỏi chê luôn. Nói như là tại Nightmare này, Nightmare 3 sao thì nó cũng không mạnh lắm các bạn ạ. Nó mạnh ở cái mức độ tương đối thôi. Vấn đề là chúng ta phải đủ điểm thủ thì chúng ta qua được. Mình thì nãy giờ mình bật chiêu thủ lên nhiều. Vậy đó. Nói như ông Makamasa này thì bạn Aris có hỏi mình là thấy ông ấy có mạnh không. Thì mình nói là ông ấy ở mức khá thôi. Dạng ông ấy là tướng cơ động, tại là tướng normal. Cái gì cũng dọn, cái ấy cũng làm được hết. Nhưng mà thật sự không giỏi, thật sự gì mảng nào. Tại tướng normal, cái đoạn normal của họ dài. Thành nhưng mà đòn normal quá thì nó là cái đòn mà về cơ bản là ai có thể đỡ được, trừ cái đòn normal đó nó có thuộc tính phong thôi. Cho nên nó là cái đòn normal đó thì chúng ta không đề cao nó quá mức, mặc dù nó rơi vào vùng hồng hay vùng đỏ thì rất lợi. Tại vì khi đó đòn hyper sẽ không dùng được. Còn ví dụ như đòn nặng của tướng normal thì cũng hay, nó rất là nhiều đòn thế cho chúng ta thi triển, ví dụ như là thậm chí là nó có đòn vật hay là những cái đòn đánh xuyên giáp. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó có một cái dở đó là nó không đánh liên tục được, thành ra cái tổng sát thương mà nó gây ra trong một chuỗi combo nó lại thường không cao. Còn cái đòn hyper của nó thì cũng như các tướng khác thôi, không có gì để bàn. Tuy chiêu của ông Nagamasa thì cũng khá là hay, nếu mà chiêu thường thì nó đánh la lan tương đối. Còn cái chiêu mà thì chiêu cuối của ông khi mà bật nộ lên á thì nó là cái chiêu đòi hỏi là phải đánh theo hàng dọc, cho nên là cái chiêu đó phải nhắm cho nó kỹ. Thành ra nói chung là ông này mình đánh giá là tướng ở mức khá nhá, 8/10. Chứ 10/10 thì chưa được, tại vì ông này nó còn tương đối là một số cái hạn chế nhất định các bạn. Nói chung là đây rồi level 49 luôn, mình nói 42, 43, giờ nó quất lên 49 luôn rồi các bạn. Hay là cái chiêu cày cấp này nó lợi hại thế nha. Ông này ngon ấy, ra được cây này là trong cái màn đầu mà ra được vậy là hơi bị xịn. Rồi có cây đầu xịn thôi, mấy cây sau thì không được xịn cho lắm. Cây này cũng được nhưng mà có mỗi phong thì không đủ dùng. Cây này thì 5 dòng thì không bằng cây của mình. Nói chung là tại không có cầm, cái cây của mình hiện tại không có may mắn cho nên là nó như vậy cũng đương nhiên thôi. Rồi để coi nào, coi như mình chơi 23 phút đi thì để coi nào, 15 23 đúng không ta? 15, 23, 33, 35, 38 mà thôi cũng còn được, coi như một phút mình lấy được cục rưỡi đi. Rồi ok, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.